Chuyên gia phân tích của Swiss Life Select cho biết, lãi suất vay thế chấp đang liên tục giảm, mặc dù các ngân hàng vẫn chưa tính đến việc Ngân hàng Trung ương Séc đã giảm lãi suất cơ bản 0,25%. Chuyên gia cho rằng lãi suất vào cuối năm nay có thể chạm ngưỡng 4%. Mặt khác, sự phát triển này sẽ không làm giá bất động sản lao theo, mà sẽ tiếp tục chững lại hoặc chỉ tăng rất chậm. Từ đầu năm đến nay, lãi suất vay thế chấp trung bình đã giảm 0,68%. Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương đã giảm lãi suất cơ bản 2,5% xuống mức 4,25%. Đối với khoản vay thế chấp trị giá 3,5 triệu korun, đã được thỏa thuận lên tới 80% giá trị ước tính của tài sản, với thời gian đáo hạn 25 năm và lãi suất cho mới trung bình là 5,34%. Thì khoản thanh toàn hàng tháng là 21.155 korun trong tháng 10. So với tháng 9, khoản thanh toàn này đã giảm gần 100 korun và giảm 1.434 korun kể từ đầu năm nay.